San Jose đang phải đối diện với tình trạng với gia cư, nhà cửa đắt đỏ và các đe dọa về an toàn công cộng là những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Chúng ta cần một người lãnh đạo thực sự hiểu rõ cộng đồng với những giải pháp và kết quả cụ thể. Betty Dương đã luôn tranh đấu cho những gia đình như gia đình của quý vị, đã xây thêm 4.300 chỗ ở để đối phó với tình trạng với gia cư và dốc hết tâm huyết giữ cho các khu phố được an toàn. Sự tận tâm của cô đối với vấn đề xây dựng thêm nhà ở giá rẻ đã tạo ra sự khác biệt trong quận hạt. Và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Betty Dương luôn tranh đấu cho cộng đồng, cố lớn lên trong cộng đồng này và cam kết tranh đấu để tất cả chúng ta có được một nơi an toàn, để sinh sống, cũng như con cái có được một tương lai tươi sáng. Khác với đối thủ của cô, người đã rời bỏ cộng đồng trong nhiều năm qua, Betty luôn đi sát với nhu cầu của các gia đình và sẽ luôn là chỗ tựa vững vàng cho chúng ta. Trong kỳ bầu cử này, sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Hãy dồn phiếu cho Betty Dương, người lãnh đạo thực sự có khả năng tại địa phương này vào chức vụ giám sát viên địa hạt 2, hạt Santa Clara. Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai ngày 28 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, vì sắp đến ngày bầu cử và với những tin tức quan trọng nên Việt Linh sẽ không có những phần tin quốc tế hoặc tin trong nước không quan trọng mà chỉ đem đến những bản bình tin tức liên quan đến bầu cử và những bài bình luận liên quan đến bầu cử gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay. Mike Johnson sẽ thử nhiều cách để giành chiến thắng cho Donald Trump kính thưa quý vị khi donald trump đang trình diễn màn múa rối bán khoai tây chiên để chụp ảnh tại một cửa hàng mcdonald vào cuối tuần trước ở pennsylvania donald trump đã trả lời một phóng viên khi được hỏi rằng liệu ông ta có sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử bất kể kết quả ra sao hay không thì trump đã trả lời rằng vâng chắc chắn rồi nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng luôn luôn tôi sẽ luôn chấp nhận nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng. Đó là câu trả lời của Donald Trump. Còn Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ông ta cũng đưa ra một câu trả lời có điều kiện khi các phóng viên hỏi ông ta cách đây chưa đầy một tháng rằng liệu ông ta có cam kết tuân thủ trật tự thông thường trong quá trình chứng nhận bầu cử vào tháng 1 năm 2025 hay không. Thì Johnson đã trả lời rằng, vâng tất nhiên rồi, nếu chúng ta có một cuộc bầu cử tự do, công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tuân theo hiến pháp hoàn toàn đúng như vậy. Kristen Welker của NBC News đã tiếp tục gây sức ép với Mike Johnson trong chương trình Meet the Press vào giữa tháng 10. Cô hỏi rằng liệu ông có chứng nhận cuộc bầu cử bất kể ai thắng cử hay không thì mike johnson trả lời rằng bất kể có nếu cuộc bầu cử là một cuộc bầu cử tự do và công bằng và chúng ta cầu nguyện và hy vọng rằng nó sẽ như vậy có rất nhiều công việc đang được thực hiện để bảo đảm điều đó là sự thật tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử này sẽ rất lớn nên sẽ không có nghi ngờ gì nữa và tôi nghĩ rằng donald trump sẽ là tổng thống tiếp theo của các bạn Kính thưa quý vị, việc Mike Johnson liên tục nhấn mạnh rằng ông ta sẽ thực hiện nghĩa vụ hiến định của mình chỉ khi nào ông ta coi cuộc bầu cử là tự do và công bằng đã khiến cho đảng Dân Chủ và nhiều chuyên gia bầu cử lo ngại vì Mike Johnson rõ ràng trung thành với lời nói dối rằng cuộc bầu cử năm 2020 mà Donald Trump đã thua là không tự do cũng không công bằng. Mike Johnson. Kiên quyết thúc đẩy những tuyên bố gian lận bầu cử vô căn cứ của Trump vào năm 2020. Chính ông ta đã yêu cầu 105 đảng viên Cộng Hòa ký vào một lá thư ủng hộ tòa án tối cao cho một vụ kiện được đệ trình tại tiểu bang Texas vào năm 2020 nhằm trì hoãn việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tại các tiểu bang chiến trường, ngay cả sau khi đã xác định được rằng những tuyên bố gian lận của trump là bịa đặt là không có bằng chứng nhưng xin quý vị đừng quên rằng đó là khi mike johnson chỉ là một đảng viên cộng hòa cấp dưới là người mà hầu hết người mỹ chưa từng ai biết đến ông ta còn bây giờ ông ta là chủ tịch hạ viện ngày nay mike johnson lại một lần nữa gieo rắc nỗi sợ hãi về tính công bằng của các cuộc bầu cử tổng thống ông ta đã gợi ý trái ngược với bất kỳ bằng chứng nào rằng sẽ có gian lận vào năm 2024 do một lượng lớn người nhập cư không có giấy tờ đi bỏ phiếu. Và nếu đảng Cộng Hòa vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ Viện sau cuộc bầu cử này và Mike Johnson có thể giữ được chức chủ tịch, đồng minh của Trump sẽ có vị thế rất tốt để thúc đẩy bất kỳ chương trình nghị sự nào mà Trump và các đồng minh của ông ta tại quốc hội đề xuất. Nhưng mà rõ ràng các điều kiện của chứng nhận bầu cử năm 2024 nó không phụ thuộc hoàn toàn vào Mike Johnson. Nhưng nếu Đảng Cộng hòa giành được hạ viện thì Mike Johnson chắc chắn sẽ là đồng minh đáng gồm của Donald Trump. Ngay cả khi Mike Johnson không thành công trong việc ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng. Bởi vì bất kỳ nỗ lực vô ích nào mà ông ta thực hiện vẫn có thể trở nên nguy hiểm. Những vết sẹo của ngày 6 tháng 1 năm 2021, nó vẫn còn kéo dài đến năm 2024. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Timothy Kelly, một thẩm phán do chính Trump bổ nhiệm, là người đã kết án kẻ chủ mưu phản loạn và là thành viên của nhóm dân quân cực hữu Boys, Joseph Mix vào tháng 8 năm 2023 đã nói một cách ngắn gọn sau khi lắng nghe nhiều tháng bằng chứng về một âm mưu ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2021 ông đã nói rằng những gì đã xảy ra ngày hôm đó đã phá vỡ truyền thống chuyển giao quyền lực một cách hòa bình của chúng ta đó là điều quý giá nhất mà chúng ta có với tư cách là người Mỹ. Quốc hội mới sẽ họp chỉ vài ngày trước khi chứng nhận cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 1 năm 2025. Nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng vào tháng 11 và Hạ viện giành lại đa số của đảng Dân Chủ, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakim Jeffrey là người sẽ có khả năng chủ trì quá trình chứng nhận bầu cử tại Hạ viện nhưng thưa quý vị nếu kamala harris thắng cử và hạ viện vẫn giữ được đa số ghế của đảng cộng hòa thì con đường phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều mặc dù kamala harris với tư cách là phó tổng thống bà sẽ chủ trì việc kiểm phiếu đại cử tri với đa số hạ viện đảng cộng hòa và mike johnson là chủ tịch thì đảng cộng hòa rất có thể sẽ dẫn đầu cuộc tấn công để đảo ngược quá trình này điều này có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau mặc dù chủ tịch hạ viện không có bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong việc quản lý các thủ tục chứng nhận phiếu đại cử tri đoàn với nhiều thập niên kinh nghiệm làm luật sư hiến pháp mike johnson có thể sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình để tập hợp các nhà lập pháp cộng hòa khác cùng hợp tác để kiện tụng thách thức mọi thứ từ kết quả bầu cử cho đến các quy tắc chi phối thủ tục chứng nhận. Ví dụ, Mike Johnson có thể đưa ra thách thức pháp lý về tính hợp hiến của đạo luật cải cách số phiếu bầu cử mới vừa được thực hiện. Đạo luật này được thông qua theo đường lối lưỡng đảng vào năm 2022 và cải tổ đạo luật số phiếu bầu cử năm 1887 một đạo luật cung cấp cho quốc gia khuôn khổ để bỏ phiếu và kiểm phiếu của đại cử tri đoàn luật ban đầu được viết một cách hơi mơ hồ Nó để lại những câu hỏi xung quanh vai trò của Phó Tổng thống, tức Chủ tịch Quốc hội. Trong phiên chứng nhận chung và quy trình mà các viên chức nhà nước xác định và chứng nhận kết quả từ tiểu bang của họ. Trước năm 2022, đạo luật kiểm phiếu bầu cử cho phép phản đối phiếu bầu của một tiểu bang miễn là phản đối được nộp dưới dạng văn bản và có chữ ký của một thượng nghị sĩ và một dân biểu từ Hạ Viện. Ngày nay đạo luật cải cách số phiếu bầu cử mới có yêu cầu khác đó là tiêu chuẩn cao hơn nhiều đối với phản đối trong quá trình kiểm phiếu. Bây giờ 1 phần 5 hạ viện và 1 phần 5 thượng viện phải đồng ý phản đối thì mới có hiệu lực. Và mỗi viện vẫn có thể duy trì phản đối của mình bằng đa số phiếu. Phiên bản luật năm 1887 là phiên bản mà đồng minh và luật sư của Trump là John Isman đã trích dẫn khi mà đưa ra những tuyên bố vô lý vào năm 2020 cho rằng phó tổng thống khi đó là Mike Pence có thẩm quyền đơn phương chấp nhận danh sách bầu cử giả mạo có lợi cho Trump khi trình lên quốc hội. Đạo luật kiểm phiếu bầu cử mới đã giảm thiểu rủi ro của cách giải thích như vậy. Trong khi tu chính án thứ 12 hướng dẫn phó tổng thống mở tất cả các giấy chứng nhận và duy trì trật tự tại các phiên họp. Đạo luật kiểm phiếu bầu cử mới đã làm rõ rằng điều này có nghĩa là Phó Tổng thống không có thẩm quyền xác định chấp nhận, bác bỏ hoặc giải quyết các tranh chấp về những vấn đề như tính hợp lệ của các những phiếu bầu của cử tri hoặc danh sách cử tri trình lên Quốc hội. Theo các quy định cơ bản mới cũng nêu rõ rằng các tiểu bang không thể chỉ định đại cử tri sau ngày bầu cử, trừ khi cuộc bầu cử của tiểu bang đó bị hoãn lại do các sự kiện bất khả kháng hoặc các sự kiện bất thường và thảm khốc như là thiên tai. Ngày nay, các thống đốc tiểu bang cũng được yêu cầu chứng nhận cử tri ít nhất là 6 ngày trước cuộc họp của đại cử tri đoàn vào ngày 17 tây tháng 12 và quốc hội hiện có nghĩa vụ phải coi chứng nhận của thống đốc là kết luận có giá trị trừ khi tòa án phán quyết rằng chúng có thể được thay đổi hoặc thay thế. Kính thưa quý vị, đạo luật kiểm phiếu bầu cử mới nêu rõ rằng các khiếu nại đối với việc bổ nhiệm cử tri của một tiểu bang phải được một hội đồng gồm có ba thẩm phán bao gồm một thẩm phán tòa án liên bang và hai thẩm phán tòa án cấp quận cùng nhau xét xử nhanh chóng dân biểu Jamie Raskin đã cảnh báo rằng đã có hơn 60 tòa án và thẩm phán liên bang và tiểu bang, bao gồm 8 người trong đó được Trump đề cử vào ghế thẩm phán. Họ đã bác bỏ mọi khiếu nại về tham nhũng và gian lận bầu cử mà Trump và đảng Cộng Hòa đưa ra vào năm 2020. Nhưng mà họ vẫn cố gắng ngăn chặn việc nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn từ Wisconsin, Michigan, Arizona, Pennsylvania và nhiều tiểu bang khác. Và lời kết cho bài bình luận này kính thưa quý vị. Việc chứng nhận ngày 6 tháng 1 năm 2025 nó sẽ không giống bất kỳ lần nào trước đó. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, việc kiểm phiếu đại cử tri được cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, được chính quyền Hoa Kỳ chỉ định là sự kiện an ninh quốc gia. Và với hiểu biết đó thì dân biểu Jeremy Raskin đã cân nhắc điều gì sẽ xảy ra. Nếu có những nỗ lực cản trở việc chứng nhận bầu cử vào tháng 1 một cách bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực cản trở này chắc chắn sẽ không đến từ phía đảng Dân Chủ. Bởi vì đảng Dân Chủ chúng tôi sẽ chứng nhận kết quả bầu cử và chúng tôi sẽ tuân theo hiến pháp nhanh chóng nếu Trump thắng cử công bằng nhận được nhiều phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri đoàn nhiều hơn bà kamala harris chúng tôi luôn tuân thủ hiến pháp và pháp quyền tuân thủ kết quả bầu cử tổng thống chúng tôi chưa bao giờ sử dụng gian lận tham nhũng lừa dối hoặc bạo lực để cố gắng lật đổ một kết quả bầu cử tổng thống các nhà khoa học chính trị đã cho chúng ta biết rằng một đặc điểm nổi bật của một đảng chính trị độc tài là họ không bao giờ chấp nhận kết quả của các cuộc bầu cử dân chủ không theo ý họ. Có một đảng chính trị ở Hoa Kỳ đã chống lại trực tự hiến pháp và rất khó để viết luật ngăn chặn các đảng phái chính trị từ chối chấp nhận kết quả bầu cử. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng rằng phần lớn công chúng Mỹ ủng hộ hiến pháp, pháp quyền và các quy trình dân chủ. Nếu chúng ta phải đối mặt với bạo lực của đám đông nổi loạn vào năm 2024, chúng ta sẽ không thấy Donald Trump ở tòa bạch ốc ngồi ăn hamburger và xem chương trình trên TV. Bởi vì chúng ta sẽ có một tổng thống Joe Biden là người sẽ hành động nhanh chóng để bảo vệ trật tự hiến pháp cho đất nước. Và kính thưa quý vị, chắc chắn là tên bán dầu rắn cao cấp Mike Johnson. Hắn ta sẽ làm trồng làm tréo đủ mọi cách để kêu gào chiến thắng cho tên giáo chủ. Nhưng thưa quý vị, với một niềm tin tương tự như dân biểu Jamie Raskin, thì tôi tin chắc rằng chính quyền Biden và các lực lượng thực thi pháp luật, họ đã sẵn sàng để giải quyết mọi bất ổn hay là bạo lực có thể xảy ra bởi những con zombie maga hay đám mít vàng cuồng Trump Cửa nhà tù sẽ rộng mở để chào đón những thành phần bất hảo này những kẻ theo đốm ăn tàn này và bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị Michelle Obama phụ nữ không chỉ là những cỗ máy sinh nở kính thưa quý vị cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử lần đầu tiên kể từ đại hội toàn quốc của đảng dân chủ vào thứ bảy để đưa ra lời kêu gọi rõ ràng tới một trong những khối cử tri yếu nhất của Phó Tổng thống Kamala Harris, đó là Nam giới và các khu vực bầu cử khác mà đảng Dân Chủ đang cố gắng vận động. Michelle Obama đã chỉ trích gây gắt Donald Trump trong bài phát biểu tại Michigan vào ngày thứ Bảy. Bà lên tiếng cáo buộc Donald Trump là vô năng và vô đạo đức, trong khi thách thức những người Mỹ còn do dự khi chọn Kamala Harris làm tổng thống Hoa Kỳ. Michelle Obama nói rằng: "Bà ấy đã chứng minh rằng bà ấy đã sẵn sàng." Câu hỏi thực sự là: "Với tư cách là một quốc gia, chúng ta đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này hay chưa?" Khi giới thiệu Kamala Harris tại một cuộc meeting ở đây, Michelle Obama cho biết cuộc đua giữa Phó tổng thống Kamala Harris và Donald Trump đã khiến bà lo ngại. Bởi vì còn quá nhiều người trong chúng ta vẫn còn bối rối và tin vào những lời nói dối và sự bóp méo sự thật từ những người không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của chúng ta. Michelle Obama nhận thấy quyền của phụ nữ đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu Donald Trump tái đắc cử. Tại sự kiện do ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris tổ chức, Michelle Obama một lần nữa đã mạnh mẽ kêu gọi bầu chọn cho ứng viên của Đảng Dân chủ. Những người theo Đảng Dân chủ được khích lệ bởi số liệu thống kê về việc bỏ phiếu cho đến nay tại Michigan, nơi khối lượng lớn các lá phiếu đang đạt gần 20% đã được bỏ và đây là điều thách thức kỳ vọng rằng việc bỏ phiếu sớm sẽ giảm trong thời kỳ hậu đại dịch và những người theo dõi kết quả trên toàn tiểu bang thông qua dữ liệu công khai cho biết rằng phụ nữ và cử tri da đen đã đi bỏ phiếu sớm với tỷ lệ cao hơn tại thời điểm này so với năm 2020. Trong tất cả các tiểu bang chiến trường khác, đảng Dân Chủ gần như chắc chắn sẽ tiến vào ngày bầu cử với số lượng cử tri da màu và cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu đông hơn. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy một số dấu hiệu tích cực cho Kamala Harris một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư cho thấy rằng Kamala Harris đang dẫn trước Trump 49% so với 46% trong số những người có khả năng đi bầu tại tiểu bang này. Một cuộc thăm dò khác của Bloomberg News Morning Concerns cũng được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy là Kamala Harris dẫn trước Trump ở đây 3%. Michelle Obama, cảnh báo tại một sự kiện tranh cử ở tiểu bang michigan với phó tổng thống kamala harris đã tuyên bố với một giọng nói đầy cảm xúc rằng phụ nữ không nên trở thành nạn nhân của sự thất vọng của những người đàn ông bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa vì họ thất vọng với hệ thống chính trị hoặc những người không muốn bỏ phiếu ngay từ đầu nếu chúng tôi không tiếp cận cuộc bầu cử này một cách đúng đắn thì vợ, con gái, mẹ của các bạn. Phụ nữ chúng tôi sẽ trở thành thiệt hại phụ cho sự tức giận của các bạn. Quyết định bỏ phiếu của các bạn là vấn đề riêng tư của các bạn. Tôi yêu cầu tất cả các bạn từ tận đáy lòng mình hãy nghiêm túc với cuộc sống của chính chúng ta. Nếu chúng ta không quyết định đúng cuộc bầu cử này thì vợ của các bạn, con gái của các bạn, mẹ của các bạn chúng tôi với tư cách là phụ nữ sẽ trở thành những thiệt hại phụ cho những cơn thịnh nộ của các bạn. Michelle Obama đã mô tả việc thiếu chăm sóc y tế có thể đe dọa tính mạng phụ nữ như thế nào. Bà nói về những tình huống mà phụ nữ buộc phải đi qua các tiểu bang khác chỉ để tiếp cận được một loại thuốc cần thiết hoặc một cuộc hẹn khám bệnh với bác sĩ. Trong bối cảnh này, Michelle Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự quyết về cơ thể của nữ giới Mỹ. Bà nói rằng phụ nữ chúng ta không chỉ là những cổ máy sinh nở. Lời kêu gọi của Michelle Obama phản ảnh sự phân chia giới tính sâu sắc giữa những ứng cử viên với phụ nữ trao quyền cho Kamala Harris và nam giới trao quyền cho Donald Trump bà thừa nhận những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt và thừa nhận rằng tiến trình này có thể diễn ra hơi chậm nhưng bà lập luận rằng việc nằm nhà không đi bỏ phiếu hoặc là bỏ phiếu cho một đảng thứ ba không phải là một hành động đúng đắn chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ nếu chúng ta làm sai việc này sau khi tòa án tối cao bãi bỏ luật phá thai trên toàn quốc dưới sự đa số bảo thủ do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Trump tạo ra. Thì các yêu cầu hạn chế và thậm chí cả lệnh cấm đã xuất hiện tại nhiều tiểu bang đỏ ở Hoa Kỳ. Trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào khác, hồ sơ phạm tội và tính cách vô đạo đức của Donald Trump sẽ là điều đáng xấu hổ và không đủ tiêu chuẩn làm người tối thiểu. Đảng Dân Chủ đang vận động khôi phục quyền phá thai nói chung. Đảng Cộng hòa muốn để lại quyền quyết định đó cho các tiểu bang. Khi bắt đầu bài phát biểu của mình, Michelle Obama cũng chỉ trích những tiêu chuẩn bất bình đẳng mà Kamala Harris và Donald Trump sẽ bị đánh giá rằng. Chúng tôi kỳ vọng Kamala Harris phải thông minh, có tài hùng biện và có kỷ luật, trong khi Trump được cho là không có hiểu biết về chính trị hay là liêm chính đạo đức và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Michelle Obama là một trong những nhân vật được kính trọng nhất ở Hoa Kỳ và thường đứng ngoài các vấn đề chính trị hàng ngày. Do đó sự hiện diện của bà trong chiến dịch tranh cử của Kamala Harris cũng có thể thu hút những cử tri chưa quyết định, những người có truyền thống ít bị thu hút bởi các thông điệp chính trị đảng phái. Khi Michelle Obama kết thúc bài phát biểu bản nhạc Freedom của Beyoncé vang lên từ loa phóng thanh và Kamala Harris xuất hiện trên sân khấu. Khán giả chủ yếu là phụ nữ đã bùng nổ khi những người phụ nữ dù không biết nhau vẫn ôm chầm lấy nhau và khóc. Kamala Harris đã đưa ra lời kết luận rằng chúng ta chỉ còn 9 ngày nữa là đến một thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta tôi cam kết sẽ trở thành một tổng thống biết lắng nghe người dân mỹ tôi không giống như đối thủ của tôi một người luôn nhìn vào tấm gương và chỉ thấy chính bản thân ông ta tại michigan thưa quý vị kamala harris và trump đang cạnh tranh để giành phiếu bầu của những cử tri bao gồm người mỹ gốc ả rập và người hồi giáo những người lo ngại về những cuộc ném bom ở Gaza của Israel. Và các công nhân công đoàn họ lo ngại về việc xe điện có thể định hình lại ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ. Có trụ sở chính tại Detroit, Michigan, thành phố lớn nhất của tiểu bang này. Với khoảng 8,4 triệu cử tri đã đăng ký và 15 phiếu đại cử tri đoàn trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Michigan là một trong 7 tiểu bang cạnh tranh của Hoa Kỳ sẽ quyết định cuộc bầu cử. Donald Trump dường như đang giành được sự ủng hộ từ một số người Mỹ theo đạo hồi. Họ bất bình với sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris đối với Israel. Nhưng những người họ dường như đã quên lệnh cấm nhập cư từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo hồi trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Trump. Người Mỹ nói chung bây giờ mau quên quá. Họ đang cố tình quên đi những điều tệ hại, xấu xa của một kẻ tệ hại trong 4 năm cầm quyền thất bại của ông ta. Bởi sự bất đồng trước mắt qua cuộc chiến ở Gaza và những lời hứa hẹn không có gì bảo chứng của Donald Trump. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào